qua đồng tiền mang một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Nhưng tôi thích nhất ở chỗ là có cái chữ tiền. Tiền thật ra thì tôi rất là thích, mà tiền thì ai cũng thích. Tiền là gì? Tiền là tiên là Phật, tiền là sức mạnh của lò xo, tiền là thước đo có lòng người, tiền là nụ cười của tuổi trẻ, rồi tiền là sức khỏe của tuổi già. Tiền là gì? Cái đà danh vọng, tiền là cái lọng che thân, tiền là cán cân công lý. Xin chúc mọi người vạn sự như ý. Có tiền là đã quý. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm cuộc gối tơ tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mai nhiều vui ít ngóng trông. Xuân này pháo đỏ rượu hồng. Chào các bạn, thì năm mới đã cũng cận kề và Tết thì cũng đã sắp đến. Nhà nhà mình mọi người đều muốn có một cái chậu hoa mang một cái ý nghĩa để về nhà trang trí và phù hợp với phong thủy dành mình. Thì có những cái lò hoa nó có những màu sắc khác nhau, có những lò hoa mang đến sự yêu thương, sự thịnh vượng và sự hạnh phúc. Ngoài những hoa cúc ra thì chúng ta còn có những cái lò hoa khác chẳng hạn. Thì mỗi loài hoa nó mang một cái ý nghĩa và sắc thái khác nhau. Thì Tết năm nào cũng vậy, đối với gia đình bản thân tôi cũng như là gia đình các bạn cũng mong muốn một cái chậu hoa mà mang đến nhiều cái ý nghĩa và mang đến sự tiền tài, giàu sang, sự hạnh phúc. Thì tôi xin giới thiệu cho các bạn một cái loài hoa mà tôi tâm đắc nhất và sẽ mang về một chậu hoa để trưng vào cái dịp Tết. Đó chính là hoa đồng tiền. Đây là chậu hoa đồng tiền nè các bạn. Thì hoa đồng tiền với những màu sắc khác nhau, màu vàng, màu tím. Ngoài ra nó còn có màu đỏ, màu xanh. Thì hoa đồng tiền mang một cái ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Nhưng tôi thích nhất ở chỗ là có cái chữ tiền. Tiền thật ra thì tôi rất là thích, mà tiền thì ai cũng thích. Tiền là gì? Tiền là tiên là Phật, tiền là sức mạnh của lò xo, tiền là thước đo có lòng người, tiền là nụ cười của tuổi trẻ, rồi tiền là sức khỏe của tuổi già. Tiền là gì? Cái đà danh vọng, tiền là cái lọng che thân, tiền là cán cân công lý. Xin chúc mọi người vạn sự như ý. Có tiền là đã quý. Thì đó là giờ điều mà tôi muốn chúc cả nhà mình và chúc các bạn. Thật ra thì đó là nói về chữ tiền thôi, nhưng qua đồng tiền đặc biệt nó có một cái ý nghĩa mà chúng ta càng trân trọng nó. Đó chính là qua đồng tiền mang đến sự tinh khiết, sự yêu thương và đặc biệt nhất đó là mang đến cho chúng ta hạnh phúc. Thì hạnh phúc thì gia đình nào ai cũng mong muốn mình có một được cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Ngoài sự giàu sang ra thì hạnh phúc nó vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta. Thì qua đây cũng xin chúc cả nhà mình, chúc các bạn năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Nếu các bạn thấy hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, like cho kênh Mẫn Xuyên Vlog. Xin chào tạm biệt cả nhà.